Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật buổi lên. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học một chủ đề mà mình nghĩ rằng sẽ rất hữu ích đối với các bạn, đặc biệt là với những ai đang sinh sống ở nước Đức. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học những câu diễn đạt mà người ta thường hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Có thể có một số những cái câu diễn đạt mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay các bạn sẽ chưa từng bao giờ học ở trong những lớp học tiếng Đức của mình. Tuy nhiên, nó rất là cần thiết để có thể hiểu được ý nghĩa của những câu diễn đạt này cũng như là có thể áp dụng được chúng trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng là các bạn có hứng thú với chủ đề này. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé. Lass uns anfangen. Ich habe heute frei. Ich habe heute frei. Ich habe heute frei. Ở đây chúng ta có thể hiểu đó là hôm nay tôi được nghỉ, có nghĩa là tôi không phải đi làm hay là không phải đi học. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Chúc một ngày vui vẻ. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Thông thường người ta thêm chữ noch vào sau schönen Tag khi mà một phần thời gian của ngày đã trôi qua rồi, và các bạn ở đây có nghĩa là chúc cho họ cái phần thời gian còn lại trong ngày sẽ được vui vẻ tốt đẹp. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Chúc cuối tuần vui vẻ. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Đây thông thường là lời chào sau khi kết thúc công việc. Feierabend có thể hiểu là thời gian còn lại trong ngày sau khi kết thúc công việc, có nghĩa là các bạn chúc cho họ cái thời gian đó sẽ được vui vẻ tốt đẹp. Wir machen heute schon um 15 Uhr Feierabend. Wir machen heute schon um 15 Uhr Feierabend. Wir machen heute schon um 15 Uhr Feierabend. Hôm nay chúng tôi kết thúc ca làm lúc 3 giờ chiều. Các bạn thấy Feierabend, mặc dù nó có chữ Abend là buổi tối, tuy nhiên nó không nhất thiết là cái thời gian vào buổi tối, mà ở đây chúng ta sẽ hiểu đó là thời gian sau khi mà chúng ta kết thúc công việc. Ich krieg das schon alleine hin. Ich krieg das schon alleine hin. Ich krieg das schon alleine hin. Cái đó tôi tự làm được. Nếu như một người bạn của bạn gặp một vấn đề gì đó, có một cái sự lo lắng hay là một sự bất an, thì các bạn có thể an ủi họ bằng một câu nói như sau. Mach dir keine Sorgen, das kriegst du schon hin. Mach dir keine Sorgen, das kriegst du schon hin. Mach dir keine Sorgen, das kriegst du schon hin. Đừng có lo lắng, bạn sẽ làm được thôi mà. Ở một ngữ cảnh khác thì với động từ hinkriegen, chúng ta lại có nghĩa là sửa chữa được cái gì đó, tức là làm cho từ bị hỏng thành sẽ hoạt động trở lại được. Ví dụ như kriegst du das Auto wieder hin? Kriegst du das Auto wieder hin? Kriegst du das Auto wieder hin? Bạn sửa được chiếc xe ô tô chứ? Ich muss wirklich los. Ich muss wirklich los. Ich muss wirklich los. Tôi thực sự phải đi. Los müssen. Ở đây chúng ta có thể hiểu là gehen müssen. Tiếp theo với từ los. Was ist los? Was ist los? Oder was ist denn los? Was ist denn los? Với cách diễn đạt này chúng ta có ý đó là có chuyện gì xảy ra vậy? Nó cũng tương đương với cách diễn đạt là was ist passiert? Was ist passiert? Hoặc một cách diễn đạt khác. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Oder was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir?
Với câu hỏi này chúng ta muốn tỏ ý quan tâm tới người đối diện. Có nghĩa là có chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Hast du Probleme oder bist du krank? Bạn có vấn đề gì à? Hay là bạn bị ốm à? Bên cạnh đó thì tùy theo cái ngữ điệu của mình, cách nhấn nhá và cái tình huống, chúng ta có một cái cách hiểu nữa đối với cái câu hỏi này, đó là kiểu như bạn bị làm sao vậy? Kiểu như là sao bạn lại suy nghĩ như vậy? Bạn có bình thường hay không? Đó, kiểu như vậy. Was ist denn schon wieder los? Was ist denn schon wieder los? Was ist denn schon wieder los? Lại có chuyện gì vậy? Tiếp tục với từ los. Montags ist bei mir im Laden wenig los oder viel los. Montags ist bei mir im Laden wenig los oder viel los. Ở đây chúng ta có thể hiểu đó là cứ thứ hai thì tiệm của tôi lại vắng hoặc là đông. Một ví dụ nữa để các bạn có thể hiểu hơn. In diesem kleinen Dorf ist absolut nichts los. In diesem kleinen Dorf ist absolut nichts los. In diesem kleinen Dorf ist absolut nichts los. Ở đây chúng ta có thể hiểu là ở ngôi làng nhỏ này thì chả có gì cả. Có nghĩa là kiểu như vắng vẻ, ảm đạm, không có gì thú vị diễn ra. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Oder ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Có nghĩa là chúc bạn may mắn. Ich drücke dir für die Prüfung ganz fest die Daumen. Ich drücke dir für die Prüfung ganz fest die Daumen. Chúc bạn may mắn với bài thi. Es hat alles gut geklappt. Es hat alles gut geklappt. Es hat alles gut geklappt. Mọi thứ đều ổn, đều diễn ra tốt đẹp như mình dự tính. Hat bei der Fahrprüfung alles geklappt? Hat bei der Fahrprüfung alles geklappt? Hat bei der Fahrprüfung alles geklappt? Mọi thứ trong kỳ thi lái xe diễn ra ổn chứ? Bist du soweit? Bist du soweit? Bist du soweit? Bạn đã sẵn sàng chưa? Bist du soweit? Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Bus. Bist du soweit? Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir den Bus. Ở đây chúng ta có thể hiểu là bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải khẩn trương lên thì nếu không chúng ta sẽ nhỡ xe buýt. Wie weit bist du mit der Arbeit? Wie weit bist du mit der Arbeit? Wie weit bist du mit der Arbeit? Bạn đã làm công việc đến đâu rồi? Spinnst du? Spinnst du? Spinnst du? Có nghĩa là bạn bị điên à? Kiểu như là khi mà ai có một cái ý tưởng nào đó mà mình cho là điên rồ thì mình có thể nói câu này với họ. Oder du spinnst wohl. Du spinnst wohl. Bạn bị điên rồi. Ich komme morgen um 10 Uhr bei dir vorbei und hole dich ab. Ich komme morgen um 10 Uhr vorbei und hole dich ab. Ich komme morgen um 10 Uhr vorbei und hole dich ab. 10 giờ sáng mai tôi sẽ qua chỗ bạn và đón bạn. Với cách diễn đạt là bei jemandem vorbeikommen, chúng ta có thể hiểu đó là qua chỗ ai đó, thông thường là có một cuộc thăm ngắn. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ông bà có thể làm giúp tôi một việc được không? Darf ich Sie um einen kleinen Gefallen bitten? Darf ich Sie um einen kleinen Gefallen bitten? Darf ich Sie um einen kleinen Gefallen bitten? Tôi có thể nhờ ông bà một việc nhỏ được không? Ich melde mich nächste Woche bei dir. Ich melde mich nächste Woche bei dir. Ich melde mich nächste Woche bei dir.
Tuần sau tôi sẽ liên hệ với bạn. Ở đây với động từ sich melden, chúng ta có thể hiểu nó là liên hệ với một ai đó bằng hình thức như là nhắn tin, gọi điện thoại. Một ví dụ nữa. Melde dich, wenn du was brauchst. Melde dich, wenn du was brauchst. Có nghĩa là cứ nhắn nếu như bạn cần cái gì. Sag mir bitte Bescheid, ob du morgen kommen kannst. Sag mir bitte Bescheid, ob du morgen kommen kannst. Sag mir bitte Bescheid, ob du morgen kommen kannst. Làm ơn nói cho tôi biết liệu rằng bạn có thể đến được vào ngày mai không? Với cách diễn đạt là jemandem über etwas Bescheid sagen. Chúng ta muốn thông báo cho một ai đó về một vấn đề gì đó để họ có thể biết trước được. So, das war's. Hy vọng là những kiến thức trong bài ngày hôm nay sẽ hữu ích với các bạn. Và nếu như các bạn có bất kỳ những mong muốn nào cho những bài học tiếp theo thì đừng ngần ngại cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.